trước, mình luôn tự hỏi vì sao những người xa lạ lại có thể trở thành người thương. Chỉ là một lớp học thôi mà, có cần thiết phải thân thiết quá không? Ấy vậy mà lần đầu tiên một đứa lạnh lùng như mình lại bị cảm hóa bởi tình cảm chân thật này. Lúc gặp mọi người ở offline đầu tiên ở Đà Nẵng, mình bất ngờ quá. Ồ, thì ra đây là cô Tịnh hay cười ha ha. Ồ, thì ra đây là em Hòa rất hiểu biết. Em Khang điềm đạm và em Khoa dịu dàng như em gái nhỏ. Thì ra ngoài đời mọi người sống động và dễ thương quá à. Cái mình tự hỏi, có bao giờ các bạn thấy vì mình được người ta thương nên mình thương lại? Vì mình được đối xử tử tế nên mình đối xử tử tế lại? Vì mình được nhận rất nhiều nên mình rất muốn cho đi? Thôn Điềm Tuệ nơi mình đang nương náu có lẽ là một thôn đầy ắp tình cảm như vậy. Điềm Tuệ có nghĩa là điềm đạm và có trí tuệ. Có lẽ vậy mà chưa bao giờ mình thấy mọi người to tiếng với nhau, luôn luôn giúp đỡ nhau hết mình và có sự khiêm tốn rất đáng được học hỏi. Rồi mọi người lại vào Hội An offline lần 2, được sinh hoạt cùng tăng thân làng Mai, được hát thiền ca, đi từ thiện trao quà cho các em nhỏ, được cùng nhau ăn chay. Rồi cả nhà lại cùng nhau đi leo núi Sơn Trà, đi cúng dường chư tăng, đi tu tập làng Mai. Những hạt giống lành cứ thế được gieo trong mảnh đất tâm của mỗi người rất nhẹ và rất êm. Buổi offline áp suất 2 ngày 2 đêm ở Hội An có lẽ là lúc chứng kiến những giây phút vì đồng đội muốn xỉu luôn. Hộp xì dầu 1.000 cái, thúc đẩy nhau làm bài cho đúng deadline, thức xuyên đêm làm bài tập cho đồng đội đang khò khò vì quá đuối, cổ vũ đồng đội lên phát biểu trước cả trăm người dù biết là rất điên, cùng học, cùng chơi, cùng ăn bánh mì trước hiên nhà lúc nửa đêm, cùng nghe Zoom vừa cười hỉ hả rất vui. Tận sâu trong đáy lòng, mình biết mỗi bạn đang sống rất trọn vẹn từng giây phút với đồng đội của mình. Biết rằng cuộc vui nào cũng đến lúc dừng lại vì đó là quy luật cuộc sống. Nhưng mình luôn nhớ buổi sáng bình yên, ngắm bình minh ở biển Cửa Đại. Nhìn các bạn ngồi thiền trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ uy ạt vào đá. Chỉ có cái nắng sớm nhẹ nhàng thấm trên da. Trong không gian mênh mông nhìn các bạn tươi quá, yên quá. Mình biết chúng ta đã rất trọn vẹn cho nhau. Là cánh chim ngầm, từng cánh bay thật xa. Mình là một bông hoa giữa muôn ngàn nắng ấm, là đất mẹ hiền gìn giữ bao mầm xanh. Mọi người hay hỏi bí quyết để có đội nhóm vững mạnh. Mình nghĩ đơn giản, hãy là người tử tế trước đã. Hãy chấp nhận người khác nghĩ là rất khác mình. Hãy nhìn vào điểm mạnh của người ấy mà học hỏi. Hãy nâng đỡ dịu dàng với người ấy, vì mình cũng có hoàn hảo đâu. Hãy nói những lời ái ngữ thay vì chê trách nhau. Hãy nhớ rằng có những giây phút là thiên thu, không thể nào quay trở lại được. Nên nếu tử tế được với ai đó thì hãy tử tế đi, vì đó cũng là lúc ta tử tế với chính mình. Chúng mình luôn tin rằng người gặp người chính là hữu duyên. Mong rằng ai trong chúng ta cũng có duyên để gặp Tam Bảo và đủ mạnh mẽ để giữ gìn. Thôn Điềm Tuệ, Đà Nẵng, Hội An, mùa hè năm 2023, những ngày rất thương.